Bao cá. Bao cá. Khủng rồi. Ghê trời. Bao cá hàng khủng. Chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục đi test cái mồi câu Hoàng Minh Fishing nha các bạn. Đây là mồi câu Hoàng Minh Fishing trôi chép chấm phim mè. Bây giờ mình sẽ chọn mồi để mình săn cá trôi cũ ở tại hồ Lú Le tự nhiên nha các bạn. Đầu tiên là các bạn đổ mồi ra ngoài cái thao này cho mình. Đó. Các bạn chọn bao nhiêu mình câu hết rồi mình trộn tiếp nha. Rồi tiếp theo. Đây là nước ở dưới hồ mình mới vừa múc lên. Các bạn chế vô một ít. Ít thôi. Đó. Cái tay của bạn đảo đều đi. Cho nước nó thấm vô trong mồi. Giống như là các bạn làm mồi để mà các bạn làm mồi xả câu đài. Đó. Đảo đều, ngấm hết tất cả gia vị vào trong nước. Đó. Đây. Giới thiệu với các bạn. Hũ mồi nền. Thính nền lên men, độ chua lên men cao đạt tới 90%, cái độ chua lên men. Chuyên dùng để săn những con cá cũ. Những con cá trôi cũ 5-7 kg hoặc chục kg ở cái hồ tự nhiên. Các bạn lấy ra cho vào trong mồi của chúng ta một ít đây. Lên men trắng luôn rồi nè. Khoai lang ủ chua nha. Mình làm rất là nhiều cái video của cái khoai lang ủ chua này rồi, nên các bạn có thể xem lại. Và lấy tay lấy một ít này cho vào. Đó là cái, đây là cái hũ 5 kg. Mình đã làm hơn nửa tháng trước, tầm 20 ngày. Hũ chua lên rất bao men. Rồi các bạn tiến hành trộn đều cái này với lại mồi chúng ta. Bóp đều ra cho mồi chúng ta nó đều, nó nhuyễn. Mồi này để làm thính nền. Trộn cái khoai lang ủ chua này vào sẽ tạo chúng ta cái độ thính nền, độ chua lên men nhanh, cao, rất là cao luôn. Lên men rất đặc biệt để thu hút những con cá cũ, những con cá khủng cũ ở dưới hồ đi ăn mồi. Và đặc biệt là các bạn phải câu xuyên suốt từ 2 cho đến 3 ngày thì những con cá cũ đó các bạn mới săn được. Nếu các bạn câu trong ngày hên thì nó sẽ có, còn xui thì nó sẽ không vào. Nó sẽ vào những con cá trôi nhỏ, những con cá nhỏ thôi. Các bạn muốn săn được cá to thì các bạn phải chịu khó, xả phải nhử ổ 2 ngày, rồi ngày thứ 3 các bạn câu. Như vậy mới có cá được. Đó, ok, đã xong. Bây giờ mình sẽ nắn mồi vào trong cái bơm lăn kê độ này của mình. Đây là cái lưỡi Chino số 5. Số 5 hoặc là số 6 thì càng tốt. Nếu các bạn muốn săn hàng thì các bạn dùng cái lưỡi Chino số 7. Mình chỉ dùng cái lưỡi Chino số 6. Và kèm theo đó là cái xốp độ nón bảo hiểm, chống tình trạng cá mè nó ăn, cá con nó phá mồi, không dính được. Đây là cái xốp độ các bạn gắn vào lưỡi. Bạn để vào, bạn xe vào. Vừa xe vừa đẩy vào. Đó, vừa xe vừa đẩy vào là ok. Đây, khá là ok nha. Rồi các bạn tiến hành bóp mồi. Mồi các bạn không quá to, cũng không quá nhỏ. Nắm vừa tay để tạo chúng ta lợi mồi, và độ dính cá sẽ được cao hơn, đỡ tốn mồi chúng ta câu. Bạn bóp mồi vào trong lò xo, bóp mồi cứng. Chủ yếu là câu mồi cứng, mồi thô, mồi nhanh rã. Quăng xuống cái là nó rã liền, để tạo ra một ổ mồi. Cá sẽ vô ăn nhanh hơn, nhiều hơn, và dễ dính cá hơn. Các bạn ghim lưỡi vào trong mồi mồi của chúng ta nó mềm, không cần phải rút ra rút vô giống như những người khác. Mình chơi theo cách của mình, tại vì mình tô điểm cho những người khác chứ tạo cho cơ hội của người ta làm giàu. Mình thì nghề kiếp xác, nên bây giờ mình sẽ không có tô điểm bất cứ ai hết, được nhiêu hay nhiêu, tuột view hay là lên view gì bất kể, làm vì đam mê, không có tấp nập hơn thua ai cả. Tôi an nhiên tự tại, ta sẽ vui hơn. Ok, đã xong. Bây giờ tiến hành quăng mồi. Hôm nay mình câu 5 cần lăng xê. Đó, 5 cần lăng xê ở ngoài kia, mình đã văng ở ngoài kia rồi. Đấy, bây giờ sẽ ra cục mồi cuối cùng, thứ 5. Ok, mình đây các bạn. Mình sẽ chiến cái bãi này trong suốt 4 ngày 3 đêm. Đó. Ngày hôm nay là ngày thứ 2, ngày hôm qua cá nó không có vào. Hy vọng ngày hôm nay sẽ có cá vào. Mình rất thích câu cá trôi và ăn thịt cá trôi, làm thịt cá trôi. Nên mình chỉ làm mồi để câu cá trôi đỏ, săn những con cá cũ ở dưới hồ, mang đến những cái video hay lên cho mọi người xem. Đó, chủ yếu là đam mê. Và cái thứ hai là mình đi test cái mồi của mình, tự làm ra, tự chế biến ra và tự sáng tác ra. Và những cách trộn mồi như thế nào, câu như thế nào thì mình để hướng dẫn, muốn hướng dẫn lại cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay mình câu ben, tại vì ở cái bãi đất trống này gió mạnh lắm, câu kiểu kia không được. Mình để câu về cá bên cần thôi. Hy vọng có những cái video hay mang đến cho mọi người xem thật là hấp dẫn nhất. Bây giờ các bạn cùng với mình đợi chờ cá nó ăn nha các bạn. Rồi, bao cá. Bao cá. Rồi. Ghê trời. Bao cá hàng khủng. Trời, đúng cần luôn trời. Cái cần nó nặng hơn kilo mà nó đứng chuẩn luôn. Bao cá các bạn ơi. Ôi to lắm. Trời ơi, 5 kg á. 5 kg á. Trời ơi, con cá 5 kg á trời. Wow. 5 kg á. Cá trôi gần 5 kg các bạn. khổng lồ luôn các bạn ơi, 5 kg á. Tuyệt vời nha các bạn. Trời, con cá to rồi trời, khổng lồ luôn. Mồi Hoàng Minh Fishing mãi đỉnh nha các bạn. Ủa to này trời, tuyệt vời. Trời, có 5 kg á trời. Quá khủng rồi. Rồi, bỏ cá. Vô. Đỏ. Cá bự luôn. Cá bự luôn. Cá bự rồi. Hả? Mới từ đi qua nhà kia biết rồi. Em thấy chút mềm luôn anh. Đỏ. Đỏ không? Đỏ trắng. À mình kia. Cái này nữa. Đúng có máy mà. Còn 5 kg trong giỏ. Dắt rồi. Con 5 kg à? Đúng một con 5 kg hả? Với đi. Hồi trước coi cái dạng bọn cá mình vô đó con. Nãy kia đem máy ra cọc đi. Mai đem. Nãy có tay. Mai đem. Gặp cái máy nó thôi. Cái luôn. Rồi anh này sẽ con cá lên. Ở cái câu này. Đưa ha. Rồi cái bờ. Con nó dầm con kia kìa. Né đi anh. Né cho người ta kéo vô. Lật. Từ từ không có gì hết. Ở kìa kìa. Ôi trời ơi. Ủa, 4 kg á. 4 kg phim mà. Ôi cho lắm. Tắt. Cái dây câu lão đi qua sông Lầu rồi. Coi câu cá nè. Cá bự á. 4 kg. Cái này trôi hả ta? Ở đây này nó đây. Đùng nó cả 4 kg. Ha. Ơi, đi ơi, con này có một cặp đó đó. Cặp đúng không anh? Rồi đó. Đu. Trời ơi. Ôi cá bự. Ôi. Mở video quay tóc tóc. Anh đang quay. Nha. Đang quay. À. Ôi. À trời. Rồi. Thôi ha. Rồi. Ôi. Hai. Chơi còn thứ hai. À cái nó nhảy xuống hồ nó búng lợi anh. Đủ vậy. Ui. Chụp đi, chụp đăng tấp tớm nè, chụp đi. Để báo cá. Né chặn báo cá. Né báo cá các bạn ơi. Con thứ hai nha các bạn. Con này khoảng 2,5 kg 3 kg à. Nhỏ hơn nãy tí nha các bạn. Ok chưa? Ben đứng cần đã thiệt. Thứ hai.